Mời anh chị em lắng nghe tin mừng và suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ 30 thường niên 5B. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi thành Jericho cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Ti-mê tên là Bát-ti-mê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nazareth, liền kêu lên rằng: Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi. Và nhiều người mắng bảo anh im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: Hỡi con vua David, xin thương xót tôi. Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: Hãy vững tâm đứng dậy, người gọi anh. Anh ta liền áo choàng, đứng dậy đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: Anh muốn ta làm gì cho anh? Người mù thưa: Lạy thầy, xin cho tôi được thấy. Chúa Giêsu đáp: Được, đức tin của anh đã chữa anh. Tức thì anh ta thấy được và đi theo người. Đó là lời Chúa. Suy niệm có chủ đề: Xin thương xót con. Trên thân thể chúng ta, mọi thứ đều tốt lành, đáng quý, đều được tạo hóa, sắp xếp hài hòa. Chi thể này bổ sung và cần thiết cho chi thể kia. Khiếm khuyết bất cứ phần nào của thân thể đều là sự mất mát, là bất hạnh. Cũng vậy, mắt là đèn sáng của cả thân thể. Khiếm khuyết đôi mắt là bất hạnh lớn, vì đi lại khó khăn, không còn nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên, của những người thân yêu, của cuộc sống quanh ta. Bất hạnh vì suốt đời ta hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tuy nhiên, sự mù lòa đôi mắt dễ nhận được sự cảm thông, tình yêu thương của mọi người. Cái đáng thương trên mọi cái đáng thương đó là bị mù về nhận định, khiếm khuyết về suy tư và nhìn nhận chân lý. Chính sự khiếm khuyết trong tinh thần và khiếm khuyết phương diện thiêng liêng này khiến người ta mù lòa về luân lý, về chân thiện mỹ, về lẽ sống và tình yêu dành cho sự sống đời đời. Càng đáng thương hơn, bởi loại mù tinh thần và thiêng liêng này làm cho nạn nhân của nó không thể nhận ra mình mù, không chấp nhận mình mù. Họ vẫn bước đi trong vùng tối của tội lỗi, của đam mê, nhưng không thấy đường mình đi, đang đi là sai trái. Lệch chuẩn đến vậy, nhưng họ vẫn không nhận ra, ngược lại còn cố chấp sống theo quan điểm của mình. Chính sự ngộ nhận đó giết chết cuộc đời họ, và chắc chắn cũng gây nên đau khổ, có khi tổn thất cho những người chung quanh do tình trạng u tối đối với chân lý gây ra. Vua David dù là kẻ khôn ngoan, dũng cảm, đức độ, nhưng cũng bị mù nặng nề. Nhà vua dù có nhiều thê thiếp, lại vẫn tìm cách chiếm đoạt Bathsheba, vợ của tướng Uriah, một tướng tài và trung thành với nhà vua. Vua mượn tay kẻ thù giết Uriah và chính thức cưới Bathsheba. Cùng lúc David vừa phạm tội ác giết người, ngoại tình, dâm dục, vừa là kẻ phản bội cấp dưới. Nhưng hành động tội ác của David không che giấu được ánh mắt của Thiên Chúa. Chúa sai tiên tri Nathan cảnh tỉnh nhà vua. Nhờ sự khôn khéo của tiên tri, David nhận mình có tội. Ông ăn năn thống thiết. Kể từ đó, David bừng sáng không chỉ đôi mắt thể lý, nhưng là sự bừng tỉnh của tâm hồn. Ông đau đớn vì tội lỗi đã phạm. Chúng ta có thể tham khảo về câu chuyện của vua David ở quyển 2 sách Samuel
Đoạn 11 câu 1 đến đoạn 12 câu 12. Bartimê mù thể xác nhưng sáng mắt tâm hồn. Anh tin Chúa Giêsu có quyền chữa anh khỏi mù. Nhờ tin, anh bất chấp mọi cản trở, mọi cố gắng ngăn chặn của mọi người. Đúng hơn, người ta càng đe dọa, anh càng lớn tiếng kêu xin, gào thét để đón nhận phúc lành của Chúa bằng được. Anh thành công vì cầu được ước thấy, Chúa ngỏ với người mù. Đức tin của anh đã chữa anh. Còn chúng ta, biết bao nhiêu lần trở nên mù theo kiểu của vua David, đã từng sa ngã, từng phạm tội, biết bao nhiêu lần lý trí của ta bị che phủ bởi những hấp dẫn của cám dỗ, của thái độ hướng chiều về sự tội. Sự mù quáng đưa đến phạm tội nơi ta có thể lặp lại y khuôn trường hợp phạm tội của David. Một khi nắm quyền hành, tưởng mình là trên là nhất thiên hạ, tự cho mình có quyền tính toán và làm những việc mờ ám, bất minh. Chỉ đến khi bị vạch tội, David mới giật mình ăn năn. Cũng vậy, chúng ta ảo tưởng tội của mình không ai biết. Vì thế không chỉ đã phạm tội, mà còn phạm nhiều lần, phạm không dừng, thậm chí như con mồi say sưa bắt mồi. Có khi ta vẫn nuôi ý chí phạm tội cho một tương lai nào đó. Nếu tội của ta vẫn tiếp tục trong vòng bí mật, hoặc còn nhiều nguyên nhân khác khiến tâm hồn ta tiếp tục mù và càng ngày càng nặng, những nguyên nhân đó có thể do hoàn cảnh, do môi trường tạo ra, cũng có thể do thiếu hiểu biết hoặc do đam mê bất chính đã trở thành thói quen ngụp lặng trong tội. Cũng có thể sự mù tối của linh hồn do lười biếng trong cầu nguyện, trong sự vươn lên kết hợp cùng ơn Thánh Chúa, trong sự thường xuyên kiểm điểm bản thân và lãnh nhận bí tích, nhất là bí tích hòa giải. Mù tối của tâm hồn dẫn đến biết bao nhiêu lần phạm tội, còn do thiếu trách nhiệm, thậm chí cố tình trở nên mù lòa để hưởng bổng lộc, hưởng vinh dự nào đó của thế gian. Để tránh những đổ vỡ do sự tâm tối của tâm hồn gây nên, chúng ta cần thường xuyên phó mình trong tay Chúa, tin tưởng cậy dựa vào tình yêu thương xót mà Chúa đã dành cho, để siêng năng nhìn lại bản thân, siêng năng lãnh bí tích, siêng năng cầu nguyện, xin ơn Chúa phù trợ, để mạnh mẽ vượt thắng cám dỗ, vượt thắng thói hư tật xấu của bản thân. Hãy như người mù Bartimê, luôn chạy đến nài xin cùng Chúa cách thành tâm, lạy con vua David, xin thương xót con, hoặc như vua David mạnh mẽ đứng dậy với tất cả lòng ăn năn sám hối chân thành, thống thiết và hết sức đau khổ vì đã gây nên tội. Cảm ơn anh chị em lắng nghe, xin Chúa thương ban mọi phúc lành cần thiết cho cuộc đời và cho ơn phần rỗi của mỗi người chúng ta.